Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe hôm nay. Các bạn hỏi Trang là uống nước cam nhiều có tốt hay không? Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tác dụng mà nước cam mang đến cho sức khỏe của các bạn. Thứ hai đó chính là trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi uống nước cam nhiều có tốt hay không? Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Nếu như bạn thấy thật sự có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về uống nước cam hàng ngày thì có tốt hay không. Theo các bạn, uống nước cam hàng ngày có tốt hay không? Và bạn biết gì về những cái lợi ích mà nước cam mang đến cho sức khỏe của mình? Nói đến nước cam thì các bạn nghĩ ngay đến sinh tố C hay còn gọi là vitamin C đó, bởi vì nó cực kỳ dồi dào hàm lượng vitamin C. Nhưng nhớ là ăn cam thì sẽ tốt hơn uống nước cam mà nhé, bởi vì cái hàm lượng vitamin C nằm ở cái phần vỏ trắng bên ngoài đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về việc là công dụng của nước cam mang đến cho tất cả các bạn là như thế nào. Nước cam cực kỳ giàu hàm lượng vitamin C thì nó sẽ giúp cho bạn tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp phòng chống những cái bệnh cảm cúm thông thường. Ngoài ra nó sẽ đề kháng cho bạn phòng chống lại một số những cái tác nhân gây hại từ bên ngoài tấn công vào, đặc biệt là các gốc tự do đó. Tiếp đến là nước cam cực kỳ giàu hàm lượng vitamin A, tốt cho thị lực của mắt nè. Ngoài ra thì nước cam còn giúp cho bạn tăng hấp thụ sắt trong cơ thể, đồng thời nó chứa hàm lượng acid folic tốt cho hệ thần kinh và cái quá trình tạo máu của các bạn nữa. Nhớ là collagen hấp thụ được vào cơ thể thì phải nhờ vitamin C, mà nước cam lại cung cấp một hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể, từ đó nó tăng sinh collagen bên trong cơ thể bạn một cách tốt nhất. Ngoài ra uống nước cam vào nó sẽ giúp cho bạn ngăn ngừa sự lão hóa trên da, giúp cho da của bạn đẹp hơn và trẻ trung tươi tắn hơn, cũng như hạn chế sắc tố melanin hình thành. Nói chung, nước cam mang đến rất nhiều những lợi ích. Nó giúp cho bạn ổn định hệ thống tiêu hóa, giúp cho bạn tiêu hóa một cách tốt hơn, giúp cho bạn có được sức khỏe tốt. Đồng thời, nước cam là một trong những cái loại nước uống giải nhiệt mùa hè cực kỳ hiệu quả. Như vậy là chúng ta vừa điểm danh qua tác dụng của nước cam và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về việc uống nước cam hàng ngày có tốt hay không. Câu trả lời dành cho tất cả các bạn là không. Bởi vì sao? Bởi vì cam mang đến rất nhiều những lợi ích như vậy, tại sao nó lại không tốt? Bạn uống nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến men răng, bởi vì hàm lượng vitamin C trong đó làm cho răng của bạn bị ê buốt, men răng bị hư tổn. Nếu như bạn háo ngọt, bạn cho nhiều đường vào thì sẽ dẫn đến hiện tượng tăng đường huyết trong cơ thể, dẫn đến tiểu đường. Hoặc là bạn uống quá chua thì sao? Sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, viêm loét dạ dày. Nói chung uống nước cam nhiều là không tốt. Một tuần chỉ uống từ 3 đến 4 lần thôi, không nên uống mỗi ngày. Và mỗi lần thì nên uống bao nhiêu là đủ? 200ml trên một ngày, không uống quá 200ml bạn nhé, đối với những người trưởng thành đó. Còn đối với trẻ em thì chỉ ăn một xíu cam là được rồi, không cần phải uống quá nhiều đâu. Bởi vì đừng có nghĩ nó tốt mà uống nhiều vào thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúng ta thường tham là vậy đó, cứ nghĩ cái gì tốt là bổ sung vào, nói là tự nhiên mà có sao đâu. Nhưng mà nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, các bạn cần lưu ý nhé. Mỗi ngày chỉ cần 200ml nước cam thì tương đương với 60mg canxi cần cho một người trưởng thành trong một ngày rồi. Còn đối với bà mẹ mang thai thì cần 80mg, còn bà mẹ đang cho con bú thì cần 120mg, trẻ nhỏ thì cần rất ít vitamin C. Nói chung, chúng ta uống như thế nào phù hợp với nhu cầu của chúng ta và uống vừa đủ thì nó sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất là không uống quá 200ml mỗi ngày, đó là những gì mà Trang muốn gửi đến tất cả các bạn. Nếu như được hơn thì bạn ăn cam, chọn những loại cam ngọt chúng ta ăn thì nó sẽ tốt hơn, ăn luôn cái phần vỏ trắng bạn nhé. Như vậy là Trang đã thông tin cho bạn biết về việc uống nước cam hàng ngày có tốt hay không rồi đó. Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.